Mời các bạn cùng xem giò nước nha. Những hiện tượng ở đây rất là đẹp nha. Những chậu bông. Mời cùng xem. Các bạn cùng xem nha. Đang quay. Ở nhà cùng xem cho mình một like nha. Mình cũng chia sẻ một lượng đăng ký. Cây vốn gốc. Đây là một cái công viên ở trước cửa trường thư viện ở Gia Đồng. Chúng ta đi đây. Cái rất là đẹp nha cả nhà. Những cái khế trồng bông rất là đẹp nha các bạn. Những cái khế cắt trồng rất là đẹp nha. Chút mình phân nó ra. Thank you.
đẹp ha. Các bạn cùng xem nha, chúng ta cùng nhau đi đi đến con đường. Đây là một cái chợ tàu cờ lửa xây dựng rất là đẹp nha cả nhà. Rất là đẹp không? Sao mời. Để mình tắm. Đây là một cái cây đào. Đây là cái đầu tiên nha quý vị khán giả. Nằm ở dưới này nha. Đây là một cái cây đào. Chúng ta cùng nhau đến đây. Đây xin giới thiệu các bạn, đây là một cây đào ha. Nó có trái luôn à. Trái xung xê luôn. Vào khám phá được một cái vườn bơm, cây bơm. Những cái vườn bơm nào quý vị khán giả. À, đẹp quá, nó có trái luôn, đây nó có trái luôn này nè, trái nó là gì cũng vậy, một cái tươi có trái luôn, này. Cho cả nhà cùng xem ha, rồi xong, bây giờ mình cắt nó ra. Sáng nay mình đi quay những cái cây thì mình cắt nó ra, quay khúc khúc rồi cắt nó đi.